Chào mừng các con đến với chương trình siêu trí nhớ học đường. Cô là Nguyễn Thị Thùy Dung. Cô rất vui lại được đồng hành với các con trong tiết học toán ngày hôm nay. Và bài học hôm nay các con được cô chia sẻ đó là bài các số 4, 5. Ở bài học này, các con sẽ được cô giới thiệu hai số, đó là số 4 và số 5. Cách đọc của hai số này cũng như cách viết. Đồng thời, các con sẽ được cô hướng dẫn thứ tự của các số trong dãy số từ 1 đến 5. Đồng thời, các con sẽ phân tích số 4 và số 5. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Cô và các con sẽ bắt đầu bài học nhé. Cô mời tất cả các bạn cùng hướng mắt lên màn hình. Trên bảng, cô có một bức tranh. Các con quan sát và cho cô biết có mấy chiếc ô tô. À, các con cùng đến với cô để xem có mấy chiếc ô tô trong bức tranh này nhé. 1, 2, 3, 4. Có 4 chiếc ô tô đúng không nào? Bây giờ các con cùng quan sát tiếp cho cô và cho cô biết có bao nhiêu chấm tròn. À, các con cùng đến với cô để biết bao nhiêu chấm tròn nào. 1, 2, 3, 4. À, như vậy để diễn tả được số lượng của ô tô cũng như số lượng của chấm tròn đều giống nhau ở đây, người ta dùng số 4. Cô giới thiệu với các con, đây là số 4, đọc là 4. Và số 4 được viết bằng chữ số 4. Bây giờ tất cả các con sẽ cùng quan sát tiếp cho cô nhé. Các con cho cô biết có bao nhiêu con chuồn chuồn trong bức tranh này? À, tất cả các con cùng đến với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, có 5 con chuồn chuồn trong bức tranh. Tiếp tục quan sát và cho cô biết có bao nhiêu chấm tròn? À, có tất cả là 5 chấm tròn đó các con. Các con kiểm tra lại cho cô nào. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, số lượng chuồn chuồn và số lượng chấm tròn giống nhau đều là 5 và diễn tả số lượng của chuồn chuồn và chấm tròn, người ta dùng 5. Cô giới thiệu các con, đây chính là số 5, đọc là 5. Và số 5 được viết bằng chữ số 5 như trên màn hình các con thấy. Tiếp theo, các con cùng thực hiện đếm hai số 4 và 5 trên bàn tay của mình nhé. Tay của các con cùng giơ lên cho cô nào. À, tất cả các bạn cùng giơ bàn tay lên. Bắt đầu chúng ta sẽ bật từng ngón tay cho cô nhé. Các con nắm cho cô bàn tay của mình lại. Bật cho cô ngón tay đầu tiên từ ngón tay út. 1, 2, 3, 4. Như vậy các con vừa đếm số lượng 4 ngón tay bằng cách bật ngón tay. Tiếp tục, các con đếm số lượng 5 bằng cách bật ngón tay cho cô tương tự như số 4 vừa rồi. Như vậy, các con vừa thực hiện động tác đếm số 4 và số 5 bằng cách bật ngón tay. Ở nhà, các con thực hiện nhiều lần cho cô để quen với số lượng hai số này nhé. Bây giờ tất cả các con cùng hướng mắt lên màn hình, cô hướng dẫn các con viết chữ số 4 và chữ số 5 nhé. Các con quan sát, chữ số 4 cao tất cả là 2 dòng ly, điểm đặt bút đầu tiên ở ngay vị trí đường kẻ số 3. Các con quan sát, đặt bút ở đường kẻ số 3, các con viết nét xiên, di chuyển xuống ở giữa đường kẻ số 1 và 2, các con viết nét ngang. Đặt bút tiếp tục ở đường kẻ, ở giữa đường kẻ số 2 và số 3, các con kéo xuống vị trí đường kẻ số 1. Như vậy các con có được số 4 cao 2 dòng ly. Tiếp tục quan sát số 5. Số 5 cũng có độ cao 2 dòng ly, bắt đầu từ điểm đặt bút ở đường kẻ số 3. Các con quan sát cách di chuyển của bút. Đặt bút ở đường kẻ số 3, các con viết nét thẳng đụng vị trí đường kẻ số 2. Viết nét cong và điểm kết thúc của nét cong ở giữa đường kẻ số 1 và 2. Lia bút ngay vị trí đường kẻ số 3, các con viết nét ngang độ rộng 1 dòng ly, các con viết được chữ số 5. Tiếp theo, các con quan sát trên màn hình cho cô.
Trên màn hình, cô có một số vòng tròn. Bây giờ, lần lượt các con sẽ nhìn và cho cô biết các vòng tròn này được xếp thành 5 cột. Cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ ba, cột thứ tư và cột thứ năm. Các con đếm cho cô mỗi cột như vậy có bao nhiêu vòng tròn nhé. À, các con đã đếm xong rồi đúng không nào? Bây giờ các con cùng quan sát trên màn hình cho cô. Ở cột thứ nhất, cô có một vòng tròn. Cô viết số 1. Cột thứ hai, cô có hai vòng tròn. 1, 2. Cô viết số 2. Cột thứ ba, cô có 3 vòng tròn. 1, 2, 3. Cô viết số 3. Cột thứ tư, có 4 vòng tròn. 1, 2, 3, 4. Cô viết số 4. Và cột cuối cùng có tất cả là 5 vòng tròn. Cô viết số 5. Các con nhận xét cho cô, một vòng tròn ít hơn 2 vòng tròn. 2 vòng tròn ít hơn 3 vòng tròn. 3 vòng tròn ít hơn 4 vòng tròn. 4 vòng tròn ít hơn 5 vòng tròn. Và theo thứ tự như vậy, số 1 sẽ xếp đầu tiên. Sau đó, nhiều hơn số 1 là số 2. Tiếp theo, số 3 và số 4. Cuối cùng, trong dãy số từ 1 đến 5, số 5 là số lớn nhất, đứng cuối cùng. Bây giờ tất cả các con cùng quan sát tiếp cho cô trên màn hình. Ở đây, cô lại tiếp tục có một số vòng tròn. Các con quan sát cho cô từng cột, tương tự như cô vừa hướng dẫn lúc nãy. Các con sẽ nhìn và cho cô biết từng cột ở đây tương ứng với từng ô màu vàng là số mấy. À, bây giờ các con sẽ cùng kiểm tra kết quả của mình với cô nhé. Ở đây các con thấy cột đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, ở đây có 5 vòng tròn, cô biểu thị bằng số 5. Tiếp theo, các con quan sát. Cột thứ hai, cô có 4 vòng tròn. 1, 2, 3, 4. Cô có số 4. Tiếp theo, cột thứ ba có 3 vòng tròn. Cô viết số 3. Cột thứ tư, cô có 2 vòng tròn. Cô viết số 2. Và cột cuối cùng, cô có 1 vòng tròn. Cô viết bằng số 1. Như vậy các con quan sát số lượng từng vòng tròn ở đây và tương ứng với số lượng từng vòng tròn là từng số phù hợp. Và đầu tiên đó là chữ số 5. Tiếp theo, ít hơn số 5, đó là số 4. Nhỏ hơn là số 3. Nhỏ hơn nữa là số 2. Và cuối cùng là số 1. Như vậy các con cùng đếm lại cho cô nào. 5, 4, 3, 2, 1. Các con quan sát toàn bộ trên màn hình. Dãy số từ 1 đến 5, số 1 xếp đầu tiên, số 5 xếp cuối cùng. Và theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Đây là dãy số từ 1 đến 5, theo thứ tự từ bé đến lớn. 5, 4, 3, 2, 1. Đây là các số từ 1 đến 5, nhưng xếp ngược lại, theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy các con nhớ, dãy số gồm các chữ số 1 đến 5. Nếu xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, các con nhớ phải xếp số 1 đầu tiên, số 5 cuối cùng. Nếu xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, thì số 5 sẽ đầu tiên và bé dần, 4, 3, 2, 1 là số cuối cùng. Các con đã rõ chưa nào? Như vậy cô vừa hướng dẫn các con xếp dãy số từ 1 đến 5 theo thứ tự từ bé đến lớn cũng như từ lớn đến bé. Tiếp theo, các con sẽ cùng quan sát theo sự hướng dẫn của cô để chúng ta phân tích cấu tạo số 4 cũng như số 5. Bây giờ tất cả các bạn cùng quan sát trên màn hình. Ở đây, cô có tất cả là 4 khối lập phương.
có số 4. Các con sẽ cùng xòe hai bàn tay của mình ra và thực hiện cho cô thao tác. Tách các khối lập phương về hai bên. Các con cùng làm theo cô nhé. À, như vậy các con sẽ tách cho cô bên trái là một khối lập phương, bên phải là ba khối lập phương. Như vậy, cô tách bốn khối lập phương thành một khối lập phương bên trái và ba khối lập phương bên phải. Cô nói 4 gồm 1 và 3. Các con nhắc lại cho cô nào. 4 gồm 1 và 3. Tiếp tục, các con cùng quan sát tiếp. Trên màn hình, cô lại có 4 khối lập phương. Cô viết số 4. Cô tiếp tục tách khối lập phương, nhưng bây giờ các con sẽ thực hiện tách cho cô bên trái 3 khối lập phương và bên phải thành 1 khối lập phương nhé. Các con bắt đầu thực hiện nào. À, như vậy cô vừa tách 4 khối lập phương sang hai bên. Cô có 4 gồm 3 và 1. Cô nói 4 gồm 3 và 1. Các con nhắc lại cho cô. 4 gồm 3 và 1. Tiếp theo, các con quan sát tiếp. Cô lại tiếp tục có 4 khối lập phương. Tương tự như thao tác các con vừa làm, các con tách cho cô về hai bên trái và phải. Nhưng lần này, các con tách cho cô bên trái 2 khối lập phương, bên phải 2 khối lập phương cho cô nhé. Các con bắt đầu thực hiện. À, như vậy các con thấy, từ 4 khối lập phương ban đầu, cô đã tách thành 2 khối lập phương bên trái và 2 khối lập phương bên phải. Như vậy, bên trái cô có 2 khối lập phương nè, bên phải cô có 2 khối lập phương. Vậy cô nói 4 gồm 2 và 2. Các con nhắc lại 4 gồm 2 và 2. Cô vừa hướng dẫn các con các thao tác tách số 4. Tiếp theo, các con quan sát trên màn hình. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện thao tác gộp các khối lập phương này. Bây giờ, tất cả các con quan sát, bên trái cô có 1 khối lập phương. Bên phải cô có 3 khối lập phương. Bây giờ, các con sẽ xòe hai bàn tay. Chúng ta cùng làm với cô nhé. Các con sẽ gộp cho cô 1 khối lập phương bên trái và 3 khối lập phương bên phải. À, như vậy sau khi gộp lại, các con có tất cả là mấy khối lập phương nào? Như vậy các con có tất cả là 4 khối lập phương. Cô nói gộp 1 và 3 được 4. Các con nhắc lại cho cô. Gộp 1 và 3 được 4. Tiếp theo, các con quan sát tiếp. Bên trái cô có 3 khối lập phương, bên phải cô có 1 khối lập phương. Các con thực hiện thao tác tương tự, gộp cho cô các khối lập phương này lại. 3 khối lập phương và 1 khối lập phương, cô gộp lại thành tất cả là 4 khối lập phương. Cô nói gộp 3 và 1 được 4. Các con nhắc lại cho cô. Gộp 3 và 1 được 4. Tiếp theo, các con quan sát tiếp. Bên trái cô có 2 khối lập phương, bên phải cô có 2 khối lập phương. Cô thực hiện thao tác gộp. 2 Cô gộp 2 và 2. Cô được tất cả là 4 khối lập phương. Cô nói gộp 2 và 2 được 4. Các con nhắc lại cho cô. Gộp 2 và 2 được 4. Như vậy cô vừa hướng dẫn các con các thao tác tách và gộp số 4.
Tương tự như số 4, các con cũng thực hiện cho cô thao tác tách và gộp số 5. Sau khi các con thực hiện được thao tác tách và gộp số 5, các con sẽ biết được rằng 5 gồm những số nào. 5 gồm 3 và 2. 5 gồm 1 và 4. 5 gồm 4 và 1. 5 gồm 2 và 3. Bây giờ tất cả các con cùng hướng mắt lên màn hình. Qua bài học này, các con đã được làm quen với số 4 và số 5, cách đọc và viết hai số này. Đồng thời, các con đã nhận biết được thứ tự của các số dãy số từ 1 đến 5. Và các con đã biết tách gộp số 4 cũng như số 5. Cô hy vọng rằng qua những kiến thức cô vừa chia sẻ với chúng ta, tất cả các con sẽ hiểu bài thật tốt, vận dụng những kiến thức này để làm bài được chính xác. Cô chúc tất cả các con chăm ngoan, học giỏi. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt tất cả các con. Hẹn gặp các con trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau.